xin được bắt đầu. Và cái bệnh Whitmore thì chúng ta cũng đã biết rồi, Bộ Y tế vì trước cái tình hình là cái căn bệnh Whitmore chúng ta gọi là bệnh mà tái nổi hay là bệnh bị lãng quên, thì bây giờ quay trở lại thì Bộ Y tế cũng năm 2019 ở tháng 12, cách đây tròn một năm đúng không ạ, đã ra được một cái hướng dẫn chẩn đoán bệnh Whitmore. Thế là về mặt pháp lý các quý vị cũng có thể thấy rằng là cũng có một tài liệu chính thống về Bộ Y tế đã đưa ra hẳn một cái hướng dẫn chẩn đoán một cái điều trị một cái bệnh này. Thế và đặc biệt là ngày 24 tháng 11 là cách đây khoảng 3-4 ngày đúng không ạ, là Bộ Y tế cũng ra một cái công văn là tăng cường công tác chẩn đoán điều trị bệnh Whitmore, cũng là đề nghị các sở y tế cũng như là các cái bệnh viện, các tuyến phải tập huấn cho các bác sĩ, không phải bác sĩ chuyên nhiễm đâu. Thế và các bác sĩ của các chuyên ngành cũng phải biết được bệnh Whitmore này. Và chúng tôi cũng hy vọng là các quý vị cũng có thể qua cái bài này cũng có thể hiểu thêm về cái vấn đề bệnh Whitmore. Thế thì như chúng ta đã biết, bệnh Whitmore thì là do từ bắt đầu được mô tả từ năm 1911 tại một cái bệnh nhân ở Myanmar, đúng không ạ? Do một cái nhà khoa học Alfred Whitmore là đã mô tả lần đầu tiên cái bệnh này. Thế sau đó thì chúng ta thấy là trong chiến tranh, kể cả chiến tranh thế giới thứ nhất, thì cũng đã được coi như đây là một dạng vũ khí sinh học. Và trong chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1967 đến năm 1973, thì có cái tài liệu y văn thế giới mô tả 344 ca người lính Mỹ tham gia chiến trận ở Việt Nam và bị tử vong, bị nhiễm bệnh này, và tỷ lệ tử vong rất cao do Whitmore. Người ta cho rằng là tử vong còn ngang với cả bằng súng đạn. Nếu như mà vậy thì cái căn nguyên này cũng được nhấn mạnh rất nhiều, và Việt Nam một trong những cái quốc gia được nói đến nhiều bệnh Whitmore. Và theo thời gian thì bệnh này cũng đã được lãng quên, một phần là vì do các cái phát minh ra các kháng sinh và điều trị một khía cạnh nào đó, kể cả bao phủ bao vây, và bệnh nhân nó cũng lắng xuống. Và gần đây thì bệnh cũng được phát hiện nhiều lên, thì chúng ta thấy là cũng đã theo thời gian gần đây chúng ta đã giải trình tự gen cũng như là phát hiện ra những các cái nhóm kháng sinh mà có thể là điều trị đặc hiệu để cứu sống nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên Whitmore vẫn là một trong những cái bệnh mà rất là nặng và trong nhiều tỷ lệ nhiều, và cái số mà phát hiện ra chỉ chiếm 1/10 so với con số thực tế. Và năm 2019 là tháng 10 năm ngoái đã tổ chức hội nghị toàn cầu với Whitmore lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội, để nhấn mạnh rằng Việt Nam cũng là một quốc gia mà có lưu hành cũng khá là phổ biến cái bệnh này. Về mặt vi khuẩn thì chúng ta biết rồi, đây là một vi khuẩn gram âm đúng không ạ, và có hình nó có tên là Burkholderia stromalei, và hình nó như là cái hình cái kim băng ấy, đấy là nó hai chùy ở hai đầu. Thế và là oxidase dương tính, và chúng ta thấy là về lây truyền ở đây thì nó không lây truyền từ người sang người. Và chúng ta nhớ là năm ngoái thì cũng có nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nói rằng là bệnh vi khuẩn ăn thịt người và làm cho người ta rất sợ hãi. Thực ra là không lây từ người sang người, và chủ yếu là lây từ qua da tổn thương và đường hô hấp. Với các quý vị đa số là các nhà hô hấp học, ngồi đây chúng ta thấy là một cái căn bệnh nữa mà có thể là không chỉ lây bằng cái con đường ngoài da mà có thể lây đường hô hấp. Ví dụ như các lính Mỹ là trong chiến tranh đã hít phải cái bụi mà nó cuộn lên từ những trực thăng và hít phải, và cuối cùng là nhiễm bệnh. Thế thì ở đây là cái gánh nặng bệnh tật, chúng ta thấy là các cái khu vực vùng xích đạo đúng không ạ, xung quanh là chúng ta thấy là các nước Nam Á và Đông Nam Á, và đặc biệt là ở Bắc Phi Úc đúng là tới cái khu vực này là cái tỷ lệ nhiễm rất là cao. Thế giới cũng ta thấy là toàn cầu là chúng ta thấy là có thể 3 triệu ca Whitmore một năm. Thế và chúng ta thấy là cái tỷ 3 triệu người ở trong vùng nguy cơ, và một năm là 160.000 ca mắc bệnh, và tỷ lệ tử vong tới 89.000 ca, tức là khoảng quá một nửa là tử vong. Thế cho nên là để thấy một cái bệnh nhiễm trùng huyết mà tỷ lệ tử vong đến 50% là một cái tỷ lệ rất là cao. Đây là ở Việt Nam thì sao, thì chúng ta là trong các cái nghiên cứu được y văn công bố thì chúng ta thấy là ở miền Bắc từ năm 1997 đến 2005, theo một cái nghiên cứu mà chúng ta thấy là báo cáo là chúng ta gặp khoảng 20 tỉnh ở miền Bắc giải rác, và các cái khu vực ở xung quanh Hà Nội và các cái khu vực phía Bắc. Thế tuy nhiên thì gần đây từ năm 2015 trở lại đây thì cái khu vực miền Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là gặp khá nhiều, và đây coi như là một trong những cái khu vực yếu tố dịch tễ của bệnh Whitmore này.
Các cái biểu hiện lâm sàng chúng ta thấy là ở đây là tổn thương viêm phổi trên bệnh nhân Whitmore là chúng ta lưu ý là rất hay gặp, và theo những cái nghiên cứu của trên bệnh nhân ở Việt Nam thì chúng ta thấy là chiếm 55%, tức là quá một nửa là có tổn thương phổi, cũng như là các cái nghiên cứu trên cái nền là bệnh phổi mạn tính. Cho nên là các nhà hô hấp học chúng ta lưu ý là những cái một cái bệnh này rất liên quan đến chuyên ngành của các quý vị, và đặc biệt các cái biểu hiện lâm sàng có tới 61% là có biểu hiện viêm phổi. Thì đấy là những cái biểu hiện chính. Về cái cơ chế bệnh sinh ở đây chúng ta thấy là cũng khá phức tạp. Tuy nhiên nó là một cái cơ chế tấn công vi khuẩn vào đại thực bào và có cái chu trình tiềm tàng trong trong tế bào vi khuẩn, và sự tham gia của rất nhiều các cái loại tế bào miễn dịch như tế bào diệt tự nhiên, tế bào lympho B, lympho T, cũng như là tế bào đuôi gai. Và ở đây thì chúng ta thấy là nó giải thích được một cái quá trình vi khuẩn nhân lên chậm và có cái quá thời gian cư trú trong tế bào khá lâu dài, và điều trị kháng sinh cũng phải cần thời gian rất lâu dài. Về cái yếu tố nguy cơ đó là bệnh tiểu đường thì chiếm tới 60%, thì cũng là một cái chuyên ngành về nội khoa đúng không ạ? Là các thầy các cô nếu như công tác trong ngành nội khoa thì phải lưu ý, nếu bệnh nhân tiểu đường gần đây rất nhiều và tới 60% là các bệnh nhân Whitmore là có bệnh lý nền là tiểu đường. Ngoài ra các bệnh lý gan, thận, phổi mạn tính cũng chiếm khá nhiều, và các bệnh suy giảm miễn dịch. Đái tháo đường đang trở thành vấn đề toàn cầu. Một cái bệnh không lây nhiễm thì lại có liên quan đến một cái bệnh lây nhiễm, đó là bệnh Whitmore. Thì ở đây người ta thấy là ước tính 280 triệu người mắc đái tháo đường sống ở các cái vùng mà có dịch tễ Whitmore. Chính vì vậy nó có mối liên quan rõ ràng là tiểu đường tăng thì Whitmore cũng tăng. Và ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong, như chúng ta lưu ý cái con số là báo chí vẫn có nói là 40%, nhưng ở đây chúng ta thấy là có một cái nghiên cứu cũng công bố là bệnh Whitmore thì cái tỷ lệ tử vong đúng không ạ? Chúng ta thấy nếu như mà bệnh lao thì tỷ lệ tử vong 15%, sốt rét 0,3%, thì bệnh Whitmore này là tỷ lệ tử vong tới 58%, tức là rất là cao. Sốt xuất huyết tỷ lệ tử vong khoảng 2,5% thôi ạ. Thế cho nên là thấy là cũng tỷ lệ tử vong rất cao. Và đây là những cái nguy cơ để thấy là một người tiểu đường thì so với người không mắc tiểu đường thì cái người tiểu đường nhiễm Whitmore cái nguy cơ tới gấp 12 lần. Đấy. Thế thì chúng ta về chẩn đoán thì chúng ta thấy là tất cả các bộ phận, các cơ quan trong cơ thể đều có nguy cơ có biểu hiện của Whitmore, từ thần kinh trung ương cho đến tim mạch, cho đến bệnh tiết niệu, đến phổi hô hấp, đầu mặt cổ, rồi hệ tiêu hóa, mô mềm, da, cơ xương đều có nguy cơ bệnh Whitmore. Và ở đây chúng ta thấy là tất cả các chuyên ngành đều có thể gặp. Chính vì vậy mà công văn của Bộ Y tế nói rằng tất cả các bác sĩ đều phải nắm được cái bệnh này. Và đây nó vì nó có gọi là giả mạo, giả danh với các cái bệnh khác, chúng ta nhầm chẩn đoán với các cái bệnh khác rất là nhiều. Về diễn biến cấp tính thì thời gian ủ bệnh trung bình là 9 ngày và có thể dao động từ 1 đến 21 ngày. Về lâm sàng là sốt cao, mệt mỏi và đặc biệt là có biểu hiện về hô hấp. Thế thì chúng ta thấy là nếu nhiễm trùng nặng thì chúng ta thấy là viêm phổi nặng hoặc có suy hô hấp. Thế thì có thể dẫn tới sốc nhiễm khuẩn và tỷ lệ tử vong cao. Tổn thương X-quang chúng ta có thể thấy là trên những tổn thương thì chúng ta sẽ xem các hình ảnh, và tức là rất đa dạng và rất dễ nhầm với viêm phổi do tụ cầu, do bệnh viện lý về lao, các bệnh hệ thống, thậm chí cả chẩn đoán nhầm là khối u. Và các cái bệnh viêm phổi là nó sẽ không điển hình và kèm theo các cái biểu hiện là trên tổn thương X quang thì chúng ta cũng có thể thấy, trong đó chúng ta sẽ xem một số cái hình ảnh. Và ngoài ra chúng ta thấy là trong cái diễn biến cấp tính ấy, thì có thể tổn thương ở da, mô mềm, xương khớp, nội tạng, thần kinh trung ương. Nếu các thầy cô thấy một cái bệnh nhân mà có tổn thương phổi kèm theo với các cái biểu hiện ở toàn thân khác thì phải nghĩ đến Whitmore, mà đặc biệt là trên những bệnh nhân có tiểu đường. Đây là những cái hình ảnh mà tổn thương phổi lúc mới vào, số cấp tiến triển và có biểu hiện sốc, cũng như là tổn thương phổi lan tỏa từ viêm đặc hiệu đến khối, tổn thương kẽ và tổn thương có thể là rất nhiều các cái dạng khác nhau. Về nếu như mà một cái diễn biến mạn tính thì rất dễ nhầm với một cái bệnh cảnh về lao, tức là bệnh nhân sẽ sốt kéo dài kèm theo ho rồi thì có tổn thương ở phổi. Thế và sụt cân rồi ho giống hệt lao vậy. Thế nhiều bệnh nhân rất dễ chẩn đoán với lao. Một cái báo cáo trong hội nghị toàn cầu của Whitmore năm ngoái tổ chức tại Hà Nội thì báo cáo ở Campuchia nói rằng đến 80% các bệnh nhân Whitmore là chẩn đoán nhầm với lao. Thế và tổn thương ho kéo dài. Nhưng mà tuy nhiên thì phải xem các cái bệnh nhân
tổn thương phổi, đấy là hình ảnh tổn thương phổi kẽ cũng như tổn thương phổi khối, các cái đám mờ không đồng nhất. Chúng tôi như thế này nhiều lúc cứ bảo không biết nó là cái bệnh gì, cũng có thể xảy ra bệnh nấm, cũng có thể xảy ra lao, có thể xảy ra tụ cầu, có thể xảy ra sarcoidosis, xảy ra và bệnh tự miễn thậm chí vậy. Đó các hình ảnh và cũng rất là đa dạng. Ở đây chúng ta có thể thấy là nhiều các mức độ khác nhau, chỉ đến khi nào mà cấy về ra con vi khuẩn Whitmore chúng ta mới ngỡ ngàng rằng là không nghĩ rằng nó lại là Whitmore. Thế cho vậy mà chúng ta lưu ý, và đặc biệt nếu tổn thương phổi kèm theo các tổn thương ngoài phổi như là tổn thương khớp. Ở đây chúng ta thấy là rất nhiều bệnh nhân ở khoa khớp chuyển sang chúng tôi với chẩn đoán là viêm khớp do tụ cầu, viêm khớp do các bệnh lý tự miễn và cuối cùng là cấy ra là Whitmore. Đây là cái tổn thương về cơ, đúng không ạ? Các mổ, ổ mủ áp xe rất nhiều nơi. Chúng ta khi mà thấy tổn thương phổi kèm theo các cái bệnh cảnh như thế này, đây là tổn thương cấy ra những cái mủ, chúng ta cũng thấy là không đặc hiệu, đúng không ạ? Kể cả đây là một cái hình ảnh của cái bệnh nhân mà năm ngoái cũng truyền thông nói rất nhiều về vi khuẩn ăn canh mũi đấy, tức là và chúng tôi bệnh nhân ở Bắc Cạn và trên bệnh nhân này thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng đây là một cái tổn thương của Whitmore. Thế như vậy là rất đa dạng. Ngoài ra tổn thương các bộ phận khác như thần kinh, đúng không ạ? Tổn thương gan, tổn thương lách, tổn thương thận đều có những cái biểu hiện là ngoài phổi và sẽ gây nên cái hình ảnh khá là đa dạng đặc hiệu. Đây là trên áp xe gan, áp xe lách và áp xe thận. Về chẩn đoán thì rõ ràng là chủ yếu vẫn dựa vào các phương pháp về vi sinh, đó là nuôi cấy. Hiện nay tất cả các tỉnh, các khoa vi sinh đã được tập huấn về cái nuôi cấy Whitmore thì không khó khăn. Thế tuy nhiên thì cũng lưu ý là phương pháp ba khoanh giấy thì chúng ta cũng lưu ý là chẩn đoán được cái phương pháp nuôi cấy. Thì các bệnh phẩm là từ máu, từ mủ, từ đờm, từ các cái ổ dịch áp xe, kể cả dịch não tủy. Thế cũng nên nhớ là nhiều khi vi khuẩn này là nó mọc cũng chậm và chúng tôi thấy là phải có 7 ngày mới mọc và cấy lần thứ 3, lần thứ 4 mới mọc. Cho nên là cũng phải lưu ý là cái nếu nghi ngờ thì chúng ta cũng phải lưu phải vẫn cho cấy đi cấy lại. Về xét nghiệm phát hiện kháng thể, gần đây đã đưa ra Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học của Đại học Quốc gia cũng phát hiện ra cũng một cái đưa ra một cái nghiên cứu là về kỹ thuật ELISA, thế tức là xét nghiệm test nhanh có thể là chẩn đoán ra cái bệnh Whitmore này trên những bệnh nhân sốt kéo dài, thì đã đưa ra được một cái công bố là tỷ lệ độ nhạy, độ đặc hiệu khá cao. Ở đây độ nhạy 93% và độ đặc hiệu là 98%, thì tôi cho rằng sắp tới có thể triển khai được cái này thì để sàng lọc sớm vì tránh cái tỷ lệ tử vong do phát hiện muộn. Về chẩn đoán lâm sàng thì có về đối với viêm phổi thì tôi cho rằng nó giống như viêm phổi khác, đúng không ạ? Đặc không đặc hiệu, sốt rồi ho rồi kèm theo các tổn thương phổi và trên X quang cũng như các bệnh lý khác. Về lưu ý chẩn đoán là phải có yếu tố dịch tễ. Chúng tôi gần đây cũng đưa ra những cái đặc điểm để tính rằng bệnh nhân nếu mà từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ra mà trên bệnh nhân cơ địa tiểu đường là phải nghĩ đến khoảng 70%, đó là cái nghĩ đến Whitmore rồi và có thể bắt đầu bằng cái kháng sinh điều trị Whitmore. Về các cái chẩn đoán phân biệt thì như tôi vừa nói rất nhiều các cái bệnh khác, đúng không ạ? Viêm phổi mắc phải, nhiễm khuẩn huyết tụ cầu, bệnh lao, bệnh áp xe, rồi bệnh mãn tính khác như ung thư, bệnh miễn dịch. Và đây chúng tôi cũng đưa ra những cái phác đồ để chẩn đoán nếu như mà có nghi ngờ. Nếu như nam giới bệnh lý nền là đái tháo đường, vì nam giới chúng tôi chiếm tới 80% của các bệnh nhân Whitmore là nam giới, và nghề nghiệp làm ruộng, tiếp xúc với thói quen sinh hoạt lạm dụng rượu và phải cấy, nuôi cấy, và trên hình ảnh X quang cũng như là có nghi ngờ kể cả cấy máu âm tính, chúng tôi cũng có thể bắt đầu điều trị bằng theo cái hướng Whitmore. Thế thì về điều trị thì chúng ta biết là điều trị Whitmore thì không khó, tức là một bệnh khó khăn, nhưng mà về kháng sinh thì còn đa số là còn nhạy cảm. Đấy, nó khác với các con căn nguyên vi khuẩn như Phó Giáo sư Tuấn vừa trình bày, đúng không ạ? Là cứ phải phối hợp kháng sinh và dùng kháng sinh rất mạnh và đắt tiền. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta lưu ý đối với Whitmore, kháng sinh đầu tay tấn công đó là ceftazidime hiện nay đã còn nhạy cảm, và phải cái liều là liều cao. Hiện nay chúng ta lưu ý là mỗi 6 đến 8 tiếng là chúng ta phải tiêm 2 gam truyền tĩnh mạch, thì tức là mỗi ngày phải dùng đến 6 đến 8 gam ceftazidime. Hiện nay các tỉnh là chúng ta, các bác sĩ nhiều khi vì bảo hiểm, vì nhiều lý do chúng ta chỉ dùng có 2 gam hoặc 4 gam là không đủ, và sau một thời gian thấy không đỡ là chúng ta lại chuyển và tôi chẩn đoán sai rồi lại dùng kháng sinh khác. Thế do vậy mà nếu như mà chúng ta phải lưu ý về kháng sinh đầu tay là ceftazidime, thứ hai là các nhóm các carbapenem, ở đây được lựa chọn là meropenem hoặc imipenem. Thế và cái liều nếu như có viêm màng não thì phải tăng liều gấp đôi. Do vậy mà cái chi phí cho điều trị với các carbapenem này và dùng thời gian kéo dài thì cũng khá là tốn kém, thì chúng ta phải điều trị từ 2 đến 4 tuần. Đấy, và nếu như mà tùy theo các cái biểu hiện ở cơ xương khớp mà có thể chúng ta sẽ phối hợp thêm bằng các cái kháng sinh khác như là dùng cotrimoxazole chẳng hạn.
Thế và truyền kháng sinh thì kéo dài và làm tăng hiệu quả điều trị. Và chúng ta đã nhớ là có thể kết hợp với kháng sinh. Thế và giai đoạn thải trừ, tức là giai đoạn về sau đấy, chúng ta phải dùng kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Thế và thời gian là theo liều cân nặng của trimethoprim sulfamethoxazole là chúng ta tính là 6 đến 80g cân nặng theo trimethoprim. Thế và chúng ta thường là phải dùng 6 đến 8 viên một ngày để kéo dài trong vòng ít nhất là 3 tháng. Các kháng sinh khác có thể thay thế doxycycline và amoxicillin, acid clavulanic để kết hợp thì chúng ta cũng thấy là có tác dụng. Về các cái nghiên cứu cho thấy rằng là hiện nay về mức độ kháng kháng sinh của bệnh Whitmore thì cũng rất mừng là hiện nay còn 100% nhạy với cả ceftazidime, imipenem và amoxicillin. Thế thì với cái MIC 90 là khá thấp, 2 microgram trên ml, và chỉ có 10% là kháng, bắt đầu có 10% kháng với cả cái thuốc biseptone này, và 0,6% kháng doxycycline. Thế do vậy mà một số các trường hợp mà rất là nghèo, không có tiền, chúng ta vẫn có thể cho bệnh nhân điều trị bằng cái cotrimoxazole này. Thì đối với các cái thời gian điều trị tùy theo cái nhiễm trùng ở đâu thì chúng ta lưu ý đối với viêm phổi ở đây là chúng ta điều trị bằng thời gian giai đoạn tấn công là từ 2 đến 4 tuần. Các anh chị lưu ý là chúng ta không được nản, lúc đầu điều trị vài ngày khi không đỡ là chúng ta đã có thể dao động, nhưng mà nhớ là phải 2 đến 4 tuần truyền kháng sinh liên tục và sau đó duy trì phải dùng 3 tháng. Đấy là đối với viêm phổi. Còn ngoài ra nhiễm trùng thần kinh trung ương cũng như viêm tủy xương là chúng ta phải điều trị tới 6 tháng. Chúng tôi vẫn coi cái bệnh này nó như bệnh lao vậy, điều trị kéo dài đấy, và rất khó khăn. Thế và phải điều trị phối hợp với hồi sức tích cực. Chúng ta đặc biệt lưu ý đó là phải kiểm soát đường huyết tốt. Đã có những cái nghiên cứu chỉ ra rằng nếu kiểm soát đường huyết không tốt thì cái điều trị sẽ thất bại. Và phẫu thuật dùng dẫn lưu mổ áp xe, và đặc biệt là đối với những tổn thương như cơ xương khớp là phải phẫu thuật mổ dẫn lưu, và nhiều khi là chữa rất lâu dài đấy, và dự phòng huyết khối cho bệnh nhân. Về phòng bệnh thì hiện nay là Whitmore là chưa có vaccine, thế cho nên là chúng ta vẫn lưu ý các cái biện pháp phòng bệnh chủ yếu là dựa bảo vệ, thiết bị bảo vệ cá nhân như là ổng găng tay, các cái rửa vệ sinh tay chân sau khi lao động ở đồng ruộng, và đặc biệt là quản lý và kiểm soát tốt bệnh lý đái tháo đường. Gần đây cũng đưa ra một số những cái liệu pháp điều trị mới, như là chúng ta thấy là dùng cái kháng sinh mới nhóm gọi là Ceftolozan kết hợp với Tazobactam trong cái điều trị Whitmore. Thứ hai là điều trị những cái kích thích cái bạch cầu hạt, cũng như là các cái điều trị hiệu quả bằng các cái như là hiệu quả của cốc 2 là để trong kháng lại cái để trong quá trình mà tiêu diệt được cái vi khuẩn này. Thì chúng tôi thấy rằng là trong cái thời gian tới là các cái phương pháp mới cũng cố gắng tập trung để đưa ra, đặc biệt là phải tìm ra cái hướng lâu dài, đó là vaccine để có thể điều trị được bệnh. Thế thì xin được kết thúc bài trình bày, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh đây là một cái bệnh khá là phổ biến hiện nay, và đặc biệt các bác sĩ về nội khoa, các chuyên ngành hô hấp, các thầy cô cũng lưu ý cho một cái căn bệnh mà có thể các thầy sẽ gặp và cũng điều trị thì cũng giờ điều trị kéo dài, và hiện nay kháng sinh thì vẫn còn đáp ứng và chưa có tỷ lệ kháng nhiều, do vậy mà hy vọng nó sẽ giảm được tỷ lệ tử vong. Xin trân trọng cảm ơn các toàn thể hội nghị.